Chỉ có anh Dương Lâm bán mấy cái loại mà kem để mà ăn thì anh mới sợ nắng thôi. Con gì có nốt ruồi nhiều ta? Chắc con ruồi. Khúc kinh dị, creepy ma mị. Đây sẽ là người tiên phong. Rick khẳng định Rick là người đàn ông can đảm nhất trong 2 ngày 1 đêm. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và đây là show 2 ngày 1 đêm. Khi nhận lời mời, cảm xúc như thế nào? Khi mà Chris nhận được lời mời của chương trình thì chắc chắn là đi chơi liền rồi. Wow. Tại vì hôm nay là Chris cực kỳ thích đi du lịch, đi cắm trại, đi phượt rồi các thứ thì Chris sẽ nhận lời liền chứ không có suy nghĩ gì cả. Và đặc biệt mình biết cái chương trình này là dạng như là tự lo, mà không những mình có thể lo được cho bản thân mình mà mình cũng có thể lo được cho người khác nữa. Mình sẽ lo cho các anh luôn. Lo như thế nào ạ? Sao ta? Nếu mà thấy người khác bị gặp khó khăn, mình cảm thấy khó chịu trong lòng thì mình sẽ giúp đỡ. Da Chris có vẻ trắng, có sợ tham gia sâu thực tế da bị đen sạm đi mất không? Suy nghĩ đó là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Đó là Chris không bao giờ sợ nắng. Chỉ có anh Dương Lâm bán mấy cái loại mà kem để mà ăn thì anh mới sợ nắng thôi. Tôi nghĩ là anh Lâm là người có làn da trắng trẻo và người sợ nắng nhất trong đây. Hồi sáng là thấy anh ngồi sức mấy lớp kem rồi đó. Hả? Trong dàn cast, Chris dự định làm thân với ai? Mấy anh em trong dàn cast thì mình cũng biết rồi. Mình nghĩ mình sẽ làm thân với lại anh Bắp, anh Giang và Hiếu Thiên Hà. Thứ nhất, anh Giang là người có kiến thức nhất và người thông minh nhất. Anh Bắp là một người ăn gian nhất. Mình đã coi. Và tại sao người ta là thỏ trắng, ảnh là thỏ đen? Không phải có suy nghĩ đen tối trong đầu thì mới là thỏ đen. Còn Hiếu thứ hai, mình nghĩ là bạn Hiếu là sẽ năng động, thông minh và có sức trẻ và gọi là chung vàng tuổi với mình, đó nó sẽ hợp. Còn Chris thì có gì? Chris hả? Chris có tất cả những cái thứ mà Chris vừa kể đó. So sánh dàn cast với một loại động vật. Mình con gà đi, tại vì mình sinh năm 93. Tiếng gà không? Anh Giang là cá heo đi. Mình nhỏ thông minh, anh Bắp là thỏ đen rồi, anh Lâm hà mã. Hiếu là chắc là báo đi. Hiếu là khá là đô con, trẻ, nhanh nhẹn. Anh Kiều Minh Tuấn. Con gì có nốt ruồi nhiều ta? Chắc con ruồi. Anh Kiều Minh Tuấn quan sát kỹ lắm nha. Tại vì con ruồi á là thấy vậy thôi chứ quan sát rất là ghê. Con ruồi với con chuồn chuồn đó. Chris và vợ ai nấu ăn ngon hơn? Tất nhiên là vợ nấu ăn ngon. Nhưng mà Chris cũng không phải là người không biết nấu đâu nha. Chris nấu được và Chris có thể tự sinh tồn được. Nếu mà tuần hả? Tuần thì chắc Chris thôi tháng đi, cũng tháng đi, chắc được một lần. Lần đầu đi chương trình thực tế ngoài trời, Chris có sợ gì không? Nếu như mà chương trình có những cái khúc kinh dị, creepy, ma mị, đây sẽ là người tiên phong dẫn đường cho anh em, soi sáng cho anh em đây. Tôi không sợ. Đêm qua ai là người soạn hành lý cho Chris? Chris tự soạn.
Và đặc biệt nha, nếu mà đi du lịch hay gì, mình tự soạn luôn là tốt nhất. Tại vì mình biết được mình để đồ ở đâu, chứ không phải là bung vali ra bắt đầu mới gọi về với cô chỗ em ơi, em xếp đồ này cho anh ở đâu. Đó là đó, tiêu nha, phải tự xếp. Có vật bất ly thân nào không? Cái quạt. Tại mình nghĩ lửa là quan trọng nhất. Tại vì chúng ta có đồ ăn, chúng ta nướng lên, chúng ta sẽ ăn được. Và lửa thì sẽ giúp chúng ta tránh được những con vật nguy hiểm. Nguy hiểm nhất theo Chris là con gì? Nguy hiểm nhất chắc là anh Lâm. Đó là nguy hiểm nhất. Anh có thể nuốt mình bất kỳ lúc nào. Anh mạnh mà. Đi quay hình sáng sớm vợ tạm biệt như thế nào? Sáng mình dậy lúc 5 giờ các bạn. Vợ mình đã tạm biệt mình rất là yêu thương. Đó vậy thôi. Có điều gì lo lắng, sợ hãi không? Chà, ra không sợ gì luôn. Rick khẳng định Rick là người đàn ông càng đẳng nhất trong được. Vai trò của từng người trong gia đình sẽ là vai trò bố nha. Vai trò bố đó là anh Giang. Anh Giang là biết cái kiến thức nhiều nhất. Và nếu như mà phải sinh tồn, chúng ta chỉ có anh Giang thôi. Anh Giang sẽ dẫn dắt ta. Người mẹ chắc anh Kiều Minh Tuấn. Tại vì anh Kiều Minh Tuấn cũng là có thể là nấu ăn. Nét gì của anh Tuấn làm Chris nghĩ đến người mẹ? Không, tại vì anh Giang đã quá nhiều việc rồi các bạn. Anh Giang đã quá nhiều việc rồi cho nên là quy vô cho anh Tuấn là người mẹ. Tại vì có nghe được là anh Tuấn là nấu các món nhậu được ngon đó, cho nên là mình nghĩ là giờ xếp cho anh qua bếp đi. Ok, còn mấy anh còn lại là anh em trong nhà. Chris quê ở đâu? Chris quê ở Kiên Giang nha mọi người. Đó là quê ngoại, còn quê nội là Bình Dương. Thì nếu như mà có dịp chúng ta ghé được thì Chris cũng muốn quay lại lắm. Thì Bình Dương thì Chris hay đi về Tháp Nhang hàng năm. Còn Kiên Giang thì chắc là 18 năm mà chưa được về. Nhà mình là ở huyện Hòn Đất, thị trấn Hòn Đất. Chắc xúc động lắm tại vì ký ức tuổi thơ nó ùa về các bạn. Ngày xưa là có đường nó vắng, nó trống, là không có gì hết trơn á, thì chúng ta có thể nằm giữa đường luôn, không sợ bị xe ủi nữa, tại vì xuống lắm. Mà mỗi sáng thức dậy ở Kiên Giang á, cái không khí thoải mái, nó không có bị ô nhiễm đâu các thứ, sướng lắm các bạn. Hít vô một cái trời, tới não luôn. Hôm nay là ngày khởi hành đầu tiên của chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Chris muốn nhắn gửi gì không? Hôm nay là ngày khởi hành của 2 ngày 1 đêm và Chris mong là tất cả mọi người đều sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu mà mọi người có bất kỳ cái gì thì cứ alo Chris. Chris có hết. Mọi người ơi, nhớ xem chương trình 2 ngày 1 đêm vào tháng 6. Mọi người ơi, nhớ tham gia. Mọi người ơi, nhớ xem Chris và mấy anh em trong chương trình 2 ngày 1 đêm vào tháng 6 này trên HTV7. Mấy giờ? Mọi người ơi nhớ tham gia. Dấp quá rồi. Em đói bụng. Gì vậy anh? Mọi người ơi nhớ theo dõi Chris và các anh em trong chương trình 2 ngày 1 đêm vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 vào tháng 6 nha.